Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày hôm nay 19 đến 21 tháng 11 tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, giao lưu biên giới ngày càng phong phú hơn về nội dung, đi vào thực chất để biên giới hòa bình, hữu nghị phát triển. Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Vừa rồi là những nội dung chính của chương trình Đối ngoại quốc phòng hôm nay. Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Andrei Alexeyevich Rakov vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác Việt Nam-Belarus tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế, thương mại. Trong đó, quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự là lĩnh vực hợp tác quan trọng, là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Belarus. Trong chuyến thăm, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung cụ thể về tình hình kết quả quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam-Belarus trong thời gian qua, phương hướng tăng cường và mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Hai bộ trưởng thống nhất sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi nước như trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm giữa quân đội hai nước, đào tạo, truyền thông quân sự, khoa học quân sự, giao lưu thi đấu thể thao quân sự. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực khoa học quân sự và kế hoạch trao đổi đoàn năm 2019 giữa hai bộ quốc phòng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày hôm nay 19 đến ngày 21 tháng 11 tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chương trình năm nay có Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì với các hoạt động như chào cột mốc và tuần tra chung, hội đàm và tổng kết 5 năm chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh, tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Giao lưu là hoạt động góp phần xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc liên tục được tổ chức là cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, đồng thời có tác dụng quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước. Giao lưu không chỉ tăng cường tình cảm hữu nghị giữa lực lượng quản lý biên giới, mà còn góp phần củng cố niềm tin để nhân dân khu vực biên giới an cư lạc nghiệp, chung sống hòa bình. Những năm tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cũng là những năm trật tự quản lý biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng tốt hơn. Những đóng góp của lực lượng quản lý biên giới hai nước trong xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển đã tạo bầu không khí tốt đẹp để nhân dân hai nước và nhân dân khu vực biên giới tăng cường giao lưu thương mại, du lịch, văn hóa. Quy mô hợp tác kinh tế, thương mại, lượng khách du lịch qua lại hai bên cũng liên tục tăng trong những năm gần đây, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, về những điểm mới của giao lưu lần thứ 5, cũng như sự quan tâm của hai nước, của nhân dân hai nước, phóng viên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thưa Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Vậy tại sao hai bên lại chọn địa điểm này để tổ chức chương trình năm nay? Việc lựa chọn địa điểm tổ chức thực hiện theo từng năm là luân phiên theo cái điều kiện của cả Việt Nam và Trung Quốc. Năm nay chúng ta lựa chọn Cao Bằng cũng có cái ý nghĩa rất đặc biệt của nó. Vì cái địa danh Cao Bằng nó mang lại nhiều dấu ấn của cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp của Đảng, của nhà nước ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà ở đó thì Việt Nam cũng đã có được cái mối quan hệ rất thân thiết với nước láng giềng Trung Quốc và được Trung Quốc giúp đỡ rất là tích cực, to lớn trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Ở đó nó có nhiều kỷ niệm, địa danh kỷ niệm cái mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt là ở Long Châu của Quảng Tây Trung Quốc thì có cái cơ sở mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở đó để mà tiến hành hoạt động cách mạng để về giải phóng cho đất nước.
chứ địa điểm Cao Bằng là một cái địa điểm vừa có cái điều kiện thuận lợi để mà tổ chức giao lưu biên giới với nhiều khoa mục phức tạp như là năm nay, nhưng đồng thời cũng là một cái địa điểm mang cái tính biểu tượng cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc giao lưu năm nay thì có điểm gì mới so với giao lưu năm trước? Và theo Thứ trưởng thì các hoạt động nào sẽ thu hút được sự quan tâm của nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng biển? Trước hết tôi nói về sự quan tâm của nhân dân hai nước. Cuộc giao lưu nào cũng thu hút cái sự chú ý và cái ủng hộ và cái phấn khởi cho người dân vùng biên. Vì cái đối tượng trung tâm của cái giao lưu quốc phòng biên giới lại là nhân dân. Nhân dân của Việt Nam, nhân dân của Trung Quốc giáp biên giới. Làm sao để cho họ có một cái đường biên giới hòa bình ổn định, đường biên giới hợp tác, đường biên giới được quản lý chặt chẽ và cái đường biên giới phát triển. Làm sao để mà những người dân tham gia vào những cái giao lưu này thì họ có được những cái niềm tin vào cái quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó thì chúng ta tổ chức nhiều hoạt động nó rất có lợi, có ích cho nhân dân. Ví dụ như giao lưu kết nghĩa các địa phương hai bên biên giới, ví dụ như là hai bộ quốc phòng cùng tặng các cái công trình kỷ niệm các cái nhà hữu nghị của biên giới, hay là tổ chức tuần tra chung để mà đảm bảo cái tính nghiêm minh pháp luật trên biên giới, nhưng mà đồng thời cũng tạo điều kiện tốt cho bà con đi lại để mà làm ăn và quan hệ với nhau. Năm nay có một cái đặc biệt là không chỉ trong giao lưu biên giới mà chúng ta đã có chuẩn bị từ nhiều tháng trước và có những hoạt động cũng nằm trong khuôn khổ giao lưu biên giới, ví dụ như là cái đợt khám bệnh quân dân y của quân y Việt Nam và quân y Trung Quốc. Và chúng ta mới thấy rằng là mặc dù địa phương, chính quyền rồi lực lượng quân sự đi biên phòng rất quan tâm đến sức khỏe của nhân dân, nhưng mà có những cái điều kiện cũng không thể đủ được, thì cái việc mà khám quân dân y, khám bệnh chung ấy, nó đem lại hiệu quả rất thiết thực. Thưa Thứ trưởng, trong quan hệ quốc phòng Việt Nam với các nước, trong đó có Trung Quốc, thì Việt Nam luôn khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất. Vậy thì Thứ trưởng có thể cho biết ý nghĩa của hoạt động giao lưu biên giới hữu nghị quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc? Cái cuộc giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng rất coi trọng và phía Trung Quốc cũng rất coi trọng. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức với Trung Quốc là cấp Thứ trưởng, lần thứ hai là cấp Bộ trưởng, lần thứ ba, lần thứ tư là cấp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Và lần này là cấp Bộ trưởng. Rõ ràng là cái cấp tham gia nó cao hơn. Nội dung tham gia thì như tôi đã nói, nó càng ngày nó càng phong phú hơn. Và hai bên thống nhất với nhau, không trình diện, không gọi là phô trương, mà đi vào thực chất, đi vào giúp nhân dân, đi vào giải quyết những vấn đề của biên giới để biên giới có hòa bình hữu nghị. Đối với Trung Quốc thì một cái điểm rất thú vị là Trung Quốc sau khi tổ chức đối thoại giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam thì các đồng chí Trung Quốc thông báo cho ta biết đây là một cái mô hình mà Trung Quốc đang nhân rộng ra để mà làm với các cái nước láng giềng. Trung Quốc là một đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN, trong khi Việt Nam thì được đánh giá là thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN. Vậy thì các nước nhìn nhận như nào về cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc? Cứ mỗi một lần chúng ta tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới, sau đó thì tôi đi dự các hội nghị về quốc phòng quân sự của ASEAN và ADMM cộng là các nước cộng, thì chúng ta đều thông báo cái nội dung, cái kết quả mà chúng ta làm với Trung Quốc. Tôi thấy tất cả các nước đều bày tỏ cái sự quan tâm và có thể nói họ rất nể phục chúng ta là một nước nhỏ, nhưng mà chúng ta đã chủ động đưa ra những cái sáng kiến rất thiết thực mà cũng bày tỏ một cái mong muốn hòa bình rất rõ ràng, thì họ rất là quan tâm, nhất là các nước nhỏ. Làm sao nước nhỏ mà sống chung ở một cái nước lớn có cái đường biên giới dài như thế mà yên bình được? Thì đây là cái mà chúng ta chứng minh cho các nước ASEAN là chúng ta có thể làm được cái điều ấy. Cuối tháng 10 vừa qua thì Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tháng 11 này thì hai bộ trưởng lại có cuộc gặp nhau ở biên giới. Vậy thì các cuộc gặp này thể hiện điều gì ạ? Không chỉ là có hai cuộc gặp đấy, mà trong các hội nghị ADMM cộng, các hội nghị quốc tế, hội nghị Hương Sơn, thì hai bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Ngụy Phượng Hòa đều gặp nhau. Và mỗi lần gặp nhau thì đều có những cái trao đổi rất có ý nghĩa xung quanh cái quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều ấy nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện là chúng ta và Trung Quốc là hai nước láng giềng. Lãnh đạo hai đảng
đã có những cái phương châm chung trong tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai đảng, trong đó có hai quân đội. Chúng ta thực hiện đúng cái lãnh đạo, cái sự lãnh đạo của đảng, và chúng ta rất chủ động tìm ra các cái giải pháp, các cái nội dung mới rất là sáng tạo để làm sao đã đạt được cái yêu cầu cao nhất trong quan hệ quốc phòng nói chung và quan hệ quốc phòng với Trung Quốc nói riêng, đó là quan hệ thực chất, đem lại hòa bình thực chất, đem lại hữu nghị thực chất và đem lại lợi ích thực chất cho cả hai nước. Thưa Thứ trưởng, thì trong thời gian qua quan hệ Việt Nam Trung Quốc đã phát triển rất là tích cực. Vậy thì quân đội hai nước cần phải làm gì để thúc đẩy cái mối quan hệ này phát triển lành mạnh, ổn định? Tôi cho đầu tiên phải là nhận thức, kể cả hai nước đều phải nhận thức rằng hòa bình của anh, ổn định của anh là lợi ích của tôi. Phải nhận thức được một cách đầy đủ như vậy. Mà nhận thức ấy nó không tự nhiên mà có, nó phải trên cái hành động cụ thể. Cho nên là cái việc mà muốn tăng cường quan hệ của hai nước thì về quốc phòng, các ngành khác cũng hẹn rất cố gắng với những cái lĩnh vực của họ. Nhưng về quốc phòng, chúng ta phải tăng cường hợp tác rất là thực chất. Cái phương châm tích cực chủ động này được Quân ủy Trung ương quán triệt từ cấp lãnh đạo cho đến cấp thực hiện. Cái gì làm được với Trung Quốc để mà đem lại lợi ích cho đất nước, đem lại hòa bình hữu nghị thì chúng ta sẽ làm. Thì đây là một cái mà chúng tôi thấy trong những năm vừa qua là cái nhận thức này thì đã được cả hai bên càng ngày càng nhận thức đầy đủ hơn. Cũng phải nói thêm là chúng ta với Trung Quốc còn có vấn đề Biển Đông. Đây là một thực tế và chúng ta không đặt vấn đề Biển Đông ra ngoài quan hệ chung của hai nước. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất quốc phòng là phải thẳng thắn với nhau về vấn đề Biển Đông. Chúng ta không quanh co, chúng ta không né tránh. Chúng ta luôn luôn nói thẳng với các đồng nghiệp Trung Quốc là chúng ta còn vấn đề Biển Đông. Chúng ta phải thống nhất với nhau một cách thực chất, đầy đủ, tự giác, thực hiện cái nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng. Đó là giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. Riêng đối với hai quân đội thì cái việc này, cái việc phân định vấn đề Biển Đông thì việc của chính phủ, việc của ngoại giao, việc của nhiều cơ quan khác. Nhưng mà quân đội cam kết với nhau là không sử dụng vũ lực để mà xử lý những vấn đề ở Biển Đông, không sử dụng lực lượng quân sự để mà đưa ra xử lý những vấn đề còn khác biệt ở Biển Đông. Đây là một cái nội dung không bao giờ thiếu trong các cái cuộc gặp giữa lãnh đạo hai quân đội. Và chúng tôi thấy rằng phía Trung Quốc họ nói rằng họ cũng hoàn toàn nhất trí cái điều ấy. Đây là một cái mà một cái quan hệ có tính nguyên tắc và chúng ta sẽ giữ gìn cái này để làm sao vấn đề Biển Đông nó bình yên, sóng yên, biển lặng. Chúng ta giữ được chủ quyền nhưng mà chúng ta giữ được hòa bình, bền vững cho đất nước. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc thực sự đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước, truyền tải mong đợi chung về hòa bình, hợp tác, hữu nghị, kế thừa tình cảm tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công gây dựng, vun đắp. Trong chương trình Đối ngoại quốc phòng tuần sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả và các đồng chí toàn cảnh các hoạt động của chương trình giao lưu năm nay. Và đến đây, chương trình Đối ngoại quốc phòng tuần này của chúng tôi xin được kết thúc. Quý khán giả và các đồng chí có thể theo dõi lại chương trình tại trang web qpvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!